Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Các doanh nghiệp ở San Francisco yêu cầu thành phố hoàn lại toàn bộ số tiền thuế để đối phó với khu vực đầy rẫy những kẻ buôn bán ma túy. Bão tuyết mùa đông tiếp tục ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân Mỹ. Hai vợ chồng ở North Fort Myers đã bị bắt sau khi phát hiện đứa trẻ mới biết đi dính đầy phân và dán trong lúc bị cảnh sát dừng xe. FBI điều tra một vụ bé gái 11 tuổi mất tích ở North Carolina. Du khách liên tiếp bị tấn công bởi cá mập ở Hawaii. Bị bắt phải lau dọn phòng, người thanh niên ở Florida đã đâm mẹ trọng thương. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện xác định vị trí các email văn bản cho thấy văn phòng bà Pelosi liên quan trực tiếp đến việc bảo mật thất bại ngày 6 tháng 1. Dân biểu Taylor Crean đã tấn công các kế hoạch của Tổng thống Ukraine đến thăm Quốc hội, gọi Zelensky là Tổng thống bóng tối và Ukraine là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Hãng Microsoft sẽ mua lại Netflix với giá 190 tỷ đô la. Đại sứ tại Nga đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề nghị tăng tuổi gọi nhập ngũ. Trung Quốc bị tố cáo xây dựng hạ tầng trên các rạn san hô không người ở Biển Đông. Tin từ Westminster, phu quân của nghệ sĩ Phượng Liên, đại tá Nguyễn Đình Vinh qua đời. Tin Việt Nam, cựu bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng để làm từ thiện. Tống tiền một Việt kiều Mỹ, cục thi hành án ở Sài Gòn bị khám xét. Thưa quý vị, tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, các doanh nghiệp ở San Francisco yêu cầu thành phố hoàn lại toàn bộ số tiền thuế để đối phó với khu vực đầy rẫy những kẻ buôn bán ma túy. Một liên minh gồm hơn 100 doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản ở quận Tenderloin của San Francisco đang yêu cầu hoàn lại tiền thuế cho năm 2022 để đối phó với tình trạng tội phạm và sử dụng ma túy tràn lan. Có một nỗi sợ hãi thực sự và có thể nhìn thấy được rằng khu phố hiện đang trên bờ sụp đổ. The Tenderloin Business Coalition đã viết trong đơn thỉnh cầu gửi cho thị trưởng London Breed theo tờ San Francisco Chronicle. Khu phố này không an toàn vì đường phố bị kiểm soát bởi những kẻ buôn bán ma túy. Những kẻ buôn bán ma túy hoạt động theo những cách rất rõ ràng và dễ dàng nhìn thấy với bất cứ người nào đi ngang qua. Chúng săn lùng cư dân, ăn cắp công khai từ các doanh nghiệp ở Tenderloin. Chúng đe dọa và tống tiền người qua đường và tất cả những hành vi này đều không được cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát. Khoảng 135 chủ sở hữu doanh nghiệp và bất động sản ở quận Tenderloin đã ký đơn thỉnh cầu yêu cầu hoàn trả đầy đủ và đầy đủ tất cả thuế bán hàng, thuế bất động sản đã nộp cho thành phố San Francisco trong năm tài chính năm 2022 vì thành phố đã từ bỏ cam kết cung cấp cơ sở an toàn. Thành phố đã từ bỏ cam kết cung cấp mức an toàn cơ bản trong thành phố, do đó những nỗ lực và những khoản đầu tư đáng kể của các chủ doanh nghiệp và các chủ sở hữu tài sản để giữ cho khu nhà của họ an toàn và sạch sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Rõ ràng là tình trạng của khu phố đang giảm dần. Chúng tôi khẳng định rằng điều này vi phạm thỏa thuận ngầm của thành phố đối với những người đóng thuế. Hãy nộp thuế của bạn và thành phố sẽ bảo đảm đường phố an toàn, bản kiến nghị đã viết. Ngoài việc yêu cầu hoàn lại số tiền của họ, các chủ doanh nghiệp đang kêu gọi loại bỏ ngay lập tức tất cả kẻ buôn bán ma túy khỏi khu vực, thực thi pháp luật nghiêm ngặt và liên tục để chấm dứt các giao dịch buôn bán ma túy và tổ chức một cuộc họp với thị trưởng. La Cucina là một doanh nghiệp trong khu vực đã nói với tờ San Francisco Chronicle rằng họ đã chi 300.000 đô la mỗi năm cho an ninh tư nhân để loại bỏ những kẻ buôn bán ma túy và những người nghiện ma túy cũng như rác rưởi mà họ bỏ lại ở khu vực. Tuy nhiên, những kẻ lang thang, rác rưởi và kim tiêm đã qua sử dụng đều quay trở lại vào ban đêm sau khi khu vực này được dọn dẹp sạch sẽ. Khách hàng của chúng tôi không muốn vào khu lân cận để giúp đỡ các doanh nghiệp của chúng tôi. Đơn thỉnh cầu cho biết thêm, kết quả là một sự mất mát doanh thu thảm khốc đối với các doanh nghiệp nhỏ có vai trò quan trọng với sức khỏe và sự an toàn của khu vực. Do tình hình không thể giải quyết được này, các doanh nghiệp phải đóng cửa và có một nỗi sợ hãi thật sự và rõ ràng rằng khu phố hiện đang trên bờ vực sụp đổ. Thị trưởng Breed đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào năm ngoái do tình trạng sử dụng ma túy tràn lan ở quận Tenderloin nằm trong khu vực trung tâm thành phố. Thị trưởng đã nói rõ nhu cầu của chúng tôi là chấm dứt buôn bán ma túy ngoài trời ở Tenderloin. Văn phòng của thị trưởng đã nói khi nhận được những lá đơn này, thị trưởng biết đây là công việc đầy thách thức và bà ấy đang kết hợp với học khu luật sư, người tập trung vào việc khởi tố và giúp đỡ sở cảnh sát thực hiện các vụ bắt giữ. Bão tuyết mùa đông tiếp tục ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân Mỹ.
Những trận bão tuyết mùa đông đang tiếp tục đổ vào nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, khiến hàng trăm triệu người Mỹ phải đối mặt với thời tiết nguy hiểm chết người ngay trong điểm lễ Giáng sinh đã gần kề. Theo The Guardian, các chuyên gia khí tượng của Trung tâm Thời tiết Quốc gia đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt chết người vào ngày thứ Tư 21 tháng 12. Hơn 100 triệu người Mỹ có thể bị ảnh hưởng, trong đó 50 triệu người đối diện với bão tuyết, hơn 50 triệu người khác chịu đựng những cơn gió lạnh buốt xương, nhiệt độ giảm mạnh có thể gây nguy hiểm chết người. Thời tiết này cũng làm tăng nguy cơ hủy nhiều chuyến bay, ảnh hưởng đến hàng triệu người đang muốn về nhà trước ngày Giáng sinh. Nhiệt độ ở một số khu vực thuộc vùng núi Rocky Mountains và khu vực bình nguyên trung tâm có thể xuống đến âm 40 độ F, là tương đương âm 40 độ C, thậm chí còn có thể xuống đến âm 70 độ F vào cuối tuần này. Đây là nhiệt độ thấp kỷ lục của khu vực bình nguyên trung tâm trong hơn 30 năm qua. Trận bão tuyết vừa qua đã làm hơn 200.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh phải chịu cảnh mất điện. Những tiểu bang miền Nam như Florida, Texas cũng phải đối diện với thời tiết băng giá. Chính quyền các thành phố như Austin, Houston cảnh báo cư dân chuẩn bị đối phó với nhiệt độ đóng băng. Ở khu vực miền Tây Hoa Kỳ, Seattle và nhiều thành phố khác trong tiểu bang Washington hứng chịu những cơn bão tuyết lớn. Chính quyền của thành phố Seattle khuyến cáo người dân hạn chế đi lại. Trung tâm Thời tiết Quốc gia còn nhắc nhở một số hành khách đi máy bay nên chuẩn bị các phương án dự phòng. Ước tính là có khoảng 2,9 triệu lượt hành khách sẽ di chuyển trong các phi trường chính của Chicago, là khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Nhiều hãng hàng không đã thông báo trước rằng nhiều chuyến bay có thể bị hủy vì lý do thời tiết. Hai vợ chồng ở North Fort Myers đã bị bắt sau khi phát hiện đứa trẻ mới biết đi, dính đầy phân và dán trong lúc bị cảnh sát dừng xe. Tin từ Monroe, Florida, cặp vợ chồng đã bị bắt vì nhiều tội danh trong khi ngừng xe ở quận Monroe. Zachary and Green, 22 tuổi, và Jillian Mayer, 20 tuổi, bị buộc tội lạm dụng trẻ em, sở hữu cần sa tổng hợp và sở hữu dụng cụ cần sa, theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận Monroe, MCSO. MCSO cho biết, anh Green cũng đã phải đối mặt với các cáo buộc khác về tội tàn trữ súng bởi một tội phạm đã bị kết án, và Meyer cũng bị buộc tội tàn trữ súng giấu kín mà không có giấy phép. Theo báo cáo, các cảnh sát viên đã chặn chiếc xe Chevrolet của hai vợ chồng này vào ngày thứ Ba, 11 tháng 12, vì lái xe liều lĩnh. MCSO cho biết, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục Glock cỡ nòng 40 dưới ghế hành khách và nhiều điếu cần sa, cũng như cần sa ở bên trong xe. Báo cáo cũng cho biết hộp đựng thức ăn, quần áo và rác đã qua sử dụng chất đầy trong xe. Các loại bò sát và côn trùng được tìm thấy trong các hộp bên trong cốp xe. Cảnh sát của MCSO cho biết đứa trẻ 2 tuổi có mùi phân và dán trèo lên người. Báo cáo cũng cho biết hai người tuyên bố họ có tả, tuy nhiên cảnh sát không tìm thấy một cái tả nào bên trong chiếc xe. Theo MCSO, hai người này đang sống trong xe cùng với một người đàn ông 24 tuổi. Ankren và Mayer đã bị bắt vào tù, trong khi người đàn ông 24 tuổi không bị bắt. Theo báo cáo, thì người đàn ông này nói rằng họ đến Keys để thu thập các loại bò sát và côn trùng và anh ta không biết gì về ma túy hay súng trong xe. Theo MCSO, đứa trẻ được giao cho Bộ Trẻ Em và Gia đình Florida chăm sóc. FBI điều tra một vụ bé gái 11 tuổi mất tích ở North Carolina. FBI vừa công bố một đoạn video để nhờ trợ giúp tìm kiếm một em bé gái 11 tuổi được báo cáo mất tích ở North Carolina theo ABC. Đoạn video được FBI Charlotte, North Carolina công bố vào ngày thứ Ba 20 tháng 12 cho thấy có nhiều tình tiết bí ẩn về vụ mất tích này. Nạn nhân đang được FBI tìm kiếm là bé gái Martelina Kochokari, 11 tuổi. Đoạn video được một camera lắp đặt trên chiếc xe bus của trường học ghi hình vào ngày 21 tháng 11. Trong đó, bé Martelina bước ra khỏi xe vào lúc 4 giờ 50 phút chiều cùng ngày. Bé mặc áo sơ mi sáng màu, đeo ba lô màu đen. Đó là những hình ảnh cuối cùng của bé được ghi nhận. Vấn đề đáng nghi ngờ là cha mẹ của bé, họ không báo cáo cho nhà trường và cảnh sát biết về sự vắng mặt bất thường của con mình. Bailey Middle School là ngôi trường của bé Madalina đã theo học. Nhân viên nhà trường đã nói với cảnh sát rằng họ đã liên tục nhiều lần liên lạc với bà Diana Koyokari, mẹ của bé, thông báo và hỏi thêm chi tiết về việc bé không đến lớp học từ sau ngày 21 tháng 11. Mãi cho đến ngày 15 tháng 12, bà Diana mới đến trường để mà báo sự mất tích của con gái mình, hơn 3 tuần sau khi bé được nhìn thấy lần cuối cùng trên chuyến xe bus nói trên. Bà Diana và bé đang cư ngụ tại thành phố Cornelius của North Carolina. Bà Diana đã nói với trường lần cuối cùng đã nhìn thấy bé ở nhà là vào ngày 23 tháng 11.
Cũng vì sự chậm trễ bất thường này, cảnh sát đã bắt bà Diana Coyocari và ông Christopher Palmider là cha kế của bé Madalena vào ngày 17 tháng 12 vì tội không báo cáo sự mất tích của con mình cho nhà chức trách. FBI Charlotte công bố video hình ảnh của bé để nhờ công chúng giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Họ cho biết sẽ làm mọi cách để sớm tìm ra tung tích của cô bé đáng thương này. Du khách liên tiếp bị tấn công bởi cá mập ở Hawaii. Chỉ trong vòng 5 ngày, cá mập ở Hawaii đã tấn công 2 người, làm 1 người bị thương và 1 người vẫn chưa được tìm thấy. Một người đàn ông 68 tuổi vừa bị tấn công tại vịnh Anahumalu ở Waikoloa, Hawaii. Trước đó vài ngày, thì một người phụ nữ 60 tuổi cũng bị y như vậy, theo tuyên bố của sở cảnh sát. Bãi biển Waikoloa trên Big Island của Hawaii, vịnh Anahumalu là một bãi biển có hàng cỏ bao quanh nổi tiếng với hoạt động lặn và ý nghĩa lịch sử trong văn hóa của Hawaii. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 12, khi con cá mập đã cắn vào phần thân dưới bên trái của người đàn ông, không muốn tiết lộ danh tính, khi người này đang bơi cách bờ biển khoảng 1.300 feet là khoảng 400 mét. Sở cảnh sát Hawaii đã cho biết, vận động viên bơi lội này đã cố gắng đánh trả con cá mập bằng một con dao lặn và cuối cùng nó đã chịu buông tha ông ra. Ông đã được nhân viên cứu hộ đưa vào bờ và được nhân viên sở cứu hỏa của Hawaii đưa đến bệnh viện để mà cứu chữa điều trị vết thương. Hiện nay thì sức khỏe của ông đã được ổn định và sẽ được chuyển đến Oahu để điều trị những vết thương nhẹ hơn, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Bộ Đất đai và Tài nguyên DLNR của Hawaii nói rằng có thể ông này bị một con cá mập hổ dài 12 feet tấn công. Trước đó, gần một tuần thì một phụ nữ 60 tuổi ở tiểu bang Washington đã tự nhiên biến mất sau khi người chồng và các nhân chứng có mặt ở đó báo rằng bà bị một con cá mập tấn công ở ngoài khơi của đảo Maui. Một cuộc tìm kiếm xung quanh khu vực phía nam của Maui nhưng không có kết quả gì. Trên Twitter, DLNR đã đăng một bức ảnh, một tấm biển ở vịnh Anahumalu cảnh báo những người đi biển là đã nhìn thấy cá mập trong khu vực này sau khi người đàn ông bị cá mập tấn công. Ngoài ra, DLNR cũng đặt thêm nhiều bảng hiệu cảnh báo tại nhiều khu nghỉ dưỡng khác nhau trong khu vực. Bị bắt phải lau dọn phòng, người thanh niên ở Florida đã đâm mẹ trọng thương. Một thanh niên ở Florida bị cáo buộc cố giết mẹ sau khi bà cứ bắt anh ta lau dọn phòng. Theo đài Fox Orlando vào ngày thứ Ba 20 tháng 12, nghi can Toby Jacob Brewer, 17 tuổi, bị bắt và đưa vô trại giam thanh thiếu niên vào ngày 30 tháng 11 sau khi bị cáo buộc tấn công mẹ anh ta rồi tẩu thoát, khiến cho cảnh sát rượt đuổi. Vụ này được chuyển lên tòa án của người lớn. Theo cáo trạng, nghi can Brewer khai với điều tra viên rằng anh đã dùng dao nhỏ đâm mẹ nhiều nhát và dùng chảo chiên đập đầu mẹ vì bà ấy cứ bắt anh ta lau dọn phòng. Nghi can nói anh ta không thích lau dọn phòng và chán nghe mẹ của anh ta lải nhải chuyện đó, theo báo cáo của điều tra viên. Nghi can Brewer khai, sau đó thì anh ta lấy chìa khóa xe và tiền của mẹ để anh ta có tiền một khi rời khỏi nơi đó. Anh ta còn thú nhận nhắn tin nhờ bạn đem súng tới để bắn nạn nhân là mẹ của anh ta, theo báo cáo. Theo cáo trạng, thì nghi can đã bị cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận hạt trước khi anh ta tông vào một khu vực cây cối rậm rạp. Mẹ anh ta đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo cáo trạng, thì bà đã khai với điều tra viên rằng Toby đã làm chuyện này. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện xác định vị trí các email văn bản cho thấy văn phòng bà Pelosi liên quan trực tiếp đến việc bảo mật thất bại ngày 6 tháng 1. Các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thu thập được một loạt tin nhắn văn bản và email tiết lộ rằng văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã trực tiếp tham gia vào việc tạo và chỉnh sửa kế hoạch an ninh của Điện Capitol vốn đã thất bại trong cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 và các quan chức an ninh sau đó đã tuyên bố rằng họ đã từ chối nhiều lần các nguồn lực cần thiết để bảo vệ một trong những ngôi nhà dân chủ quan trọng nhất của quốc gia. Các thông tin liên lạc nội bộ đã được công khai vào thứ Tư trong một báo cáo do các dân biểu đảng Cộng hòa Rodney David, Jim Banks, Troy Nels, Jim Jordan và Kelly Armstrong biên soạn, bao gồm kết quả của nhiều tháng điều tra mà họ đã làm về bằng chứng đã bị đảng Dân Chủ bỏ qua. Ủy ban ngày 6 tháng 1, các nhà lập pháp được lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy ủy quyền thực hiện cuộc điều tra của riêng họ. Báo cáo kết luận rằng Điện Capitol dễ bị tổn thương vào ngày 6 tháng 1 do thất bại của những người đứng đầu đảng Dân Chủ tại Hạ viện và những người thực thi pháp luật trong cảnh sát thủ phủ, những người đã để xảy ra những lo ngại về quan học của việc các sĩ quan vũ trang và vệ binh quốc gia có thể nhìn thấy trước tòa nhà. Những thất bại trong lãnh đạo và thực thi pháp luật trong Điện Capitol Hoa Kỳ khiến cho tòa nhà dễ bị tổn thương vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, báo cáo đã kết luận.
Tuy nhiên, cuộc điều tra do đảng Dân Chủ lãnh đạo tại Hạ viện đã bỏ qua những sai sót về thể chế khiến cho Capitol phải hứng chịu bạo lực vào ngày hôm đó. Báo cáo chứng thực báo cáo trước đó của Just the News rằng cảnh sát của thủ phủ bắt đầu nhận được cảnh báo vào giữa tháng 12 rằng có thể có bạo lực đáng kể được lên kế hoạch chống lại điện Capitol và các nhà lập pháp bởi những người biểu tình dự định tham dự buổi chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020. Trước ngày hôm đó, cảnh sát quốc hội của Mỹ USCP đã thu thập đầy đủ thông tin và chuẩn bị cho bạo lực xảy ra, báo cáo xác định. Ông nói, báo cáo của chúng tôi vạch trần tinh thần đảng phái, sự kém cỏi và thờ ơ đã dẫn đến thảm họa vào ngày 6 tháng 1, và đó là vai trò hàng đầu của Chủ tịch Hạ viện Pelosi và văn phòng của bà trong sự việc tại Điện Capitol. Không giống như Ủy ban ngày 6 tháng 1, các đảng viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã đưa ra một báo cáo hữu ích sẽ giữ an toàn cho các quan chức của Điện Capitol và USCP của chúng tôi mà không cần trát đội hầu tòa và không cần ngân sách. Báo cáo này không phủ nhận hành vi của những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã xông vào Điện Capitol. Dân biểu Taylor Green đã tấn công các kế hoạch của Tổng thống Ukraine đến thăm Quốc hội, gọi Zelensky là Tổng thống bóng tối và Ukraine là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Bà Taylor Green đã chỉ trích mạnh mẽ chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Ukraine. Đảng Cộng Hòa cũng đã phản đối hàng tỷ đô la viện trợ do Mỹ gửi để giúp Ukraine chống lại Nga. Đặt nước Mỹ lên hàng đầu, dân biểu của Đảng Cộng Hòa Georgia đã tweet, đồng thời gọi Ukraine là tiểu bang thứ 51. Bà nói rằng ông ấy gặp Tổng thống Joe Biden để kêu gọi tăng sự giúp đỡ. Tất nhiên, Tổng thống bóng tối phải đến trước Quốc hội và giải thích lý do tại sao ông ta cần hàng tỷ đô la tiền đóng thuế của người Mỹ cho tiểu bang thứ 51, đó là Ukraine. Điều này thật vô lý, đặt nước Mỹ lên hàng đầu, bà Green nói. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra vào thời điểm quan trọng trong chu kỳ chính trị của Mỹ, cũng như trong cuộc chiến ở Ukraine. Đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện sau khi giành được đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Dân biểu Kevin McCarthy, người đang vận động tranh cử để được bầu làm chủ tịch Hạ viện, cũng đã lặp lại những lời chỉ trích của bà về chương trình viện trợ Ukraine của Mỹ, nói vào tháng 10 rằng dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa, Hạ viện sẽ không đưa ra tấm chéc trắng để giúp đỡ cho Ukraine. Trong cuộc viếng thăm, thì Tổng thống Zelensky đã tặng cho Tổng thống Joe Biden một huy chương quân sự từ đội trưởng đơn vị vận hành hỏa tiễn HIMARS. Ông Biden nói rằng ông sẽ gửi lại cho vị đội trưởng Ukraine một phù hiệu cỡ nhỏ từ chiến trường Mỹ ở Iraq, và chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1 tỷ 850 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống hỏa tiễn Patriot giúp đỡ cho nước này tăng cường khả năng phòng thủ mùa đông. Chúng tôi sẽ giúp gia tăng phòng vệ của Ukraine, đặc biệt là phòng không. Đó là lý do chúng tôi cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Patriot và huấn luyện cho lực lượng nước này sử dụng, ông Biden đã nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 21 tháng 12 đã cảnh báo về việc Mỹ gửi vũ khí cho Kiev không phải là điều tốt với Ukraine. Điều này sẽ dẫn đến căng thẳng xung đột, ông Peskov đã nói với báo giới, theo đài TASS. Hãng Microsoft sẽ mua lại Netflix với giá 190 tỷ đô la. Mặc dù vẫn còn phải hoàn tất thương vụ mua lại nhà phát hành trò chơi Activision Blizzard, Microsoft được cho là đang có kế hoạch mua lại Netflix. Theo Digit News, CEO của Microsoft, Satya Nadella, đang nghĩ đến việc mua lại nền tảng phát trực tuyến nổi tiếng Netflix sau khi hoàn tất việc mua lại Activision Blizzard vào nửa đầu năm sau. Được biết, Microsoft đang phải thuyết phục các nhà quản lý rằng việc mua Activision Blizzard sẽ không gây hại cho những công ty khác trên thị trường. Reuters cho biết thương vụ mua lại Netflix sẽ dễ dàng được thông qua hơn tại các cục quản lý như Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC và Liên minh châu Âu EU. Netflix và Microsoft là hai công ty có liên kết chặt chẽ với nhau trong thời gian qua. Netflix đã chọn Microsoft làm đối tác quảng cáo cho dịch vụ ghi danh mới. Chủ tịch Microsoft Brad Smith cũng có chân trong ban giám đốc của Netflix. Một phần lý do đằng sau thỏa thuận mua lại là vì Microsoft muốn cung cấp dịch vụ phát trực tuyến trò chơi điện tử của họ trên nhiều thiết bị hơn. Trong khi đó, Netflix có kế hoạch lớn cho lĩnh vực game. Vào năm 2022, công ty do Reed Hastings đứng đầu đã mua lại nhà phát triển Sprite Fox để trở thành một studio nội bộ thứ 6 của Netflix. Trở thành một phần của đế chế Microsoft sẽ giúp củng cố những tham vọng đó của Netflix. Microsoft có giá thị trường cao gấp 13 lần so với Netflix. Giá trị ước tính của Netflix khi Microsoft mua lại có thể lên đến gần 190 tỷ đô la.
đại sứ tại Nga đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Lynn Tracy làm đại sứ tại Nga vào ngày 21 tháng 12, chấm dứt tình trạng bị khuyết vị trí này trong 3 tháng qua trong bối cảnh đang gia tăng cuộc xung đột tại Ukraine. Với 93 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện đã phê chuẩn bà là người hiện là đại sứ của Mỹ tại Armenia và từng là nhân vật số 2 tại đại sứ quán ở Moscow làm đại sứ Mỹ tại Nga. Bà Tracy là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí ngoại giao chủ chốt này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vài tiếng đồng hồ trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine. Người tiền nhiệm của bà Tracy là ông John Sullivan đã về hưu vào hồi tháng 9 vừa qua vì lý do riêng. Tân đại sứ Hoa Kỳ cũng đã từng làm việc tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây là Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề nghị tăng tuổi gọi nhập ngũ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21 tháng 12 đề nghị nâng độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi lên 21 đến 30 tuổi, theo Interfax. Theo luật hiện hành thì chỉ những người Nga trong độ tuổi 18 đến 27 có thể bị gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù vậy, ông Shoigu và Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định lính nghĩa vụ sẽ không được điều động đến Ukraine. Ông Shoigu cũng đưa ra một số đề nghị khác như là tái tổ chức một số đơn vị quân đội hay là tăng lực lượng vũ trang Nga lên 1 triệu 500.000 người, trong đó có gần 700.000 lính hợp đồng. Vị bộ trưởng còn cho biết Nga sẽ tăng tốc độ khai triển các loại vũ khí hiện đại trong quân đội. Sau khi lắng nghe đề nghị của ông Shoigu, ông Putin cho biết chính phủ không đặt ra hạn chế tài chính về những gì có thể cung cấp cho quân đội. Chúng ta không có giới hạn ngân sách, đất nước và chính phủ cung cấp mọi thứ mà quân đội đòi hỏi. Ông Putin đã nói, đây không phải là cuộc họp đầu tiên của ông Putin với tướng lĩnh Nga trong những ngày qua. Theo Điện Kremlin, vào ngày 16 tháng 12, Tổng thống Putin đã làm việc với Ban Tham mưu chung của các nhánh quân đội tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trung Quốc bị tố cáo xây dựng hạ tầng trên các rạn san hô không người ở Biển Đông. Giới chức phương Tây cho biết Trung Quốc đang xây dựng một số đảo không người ở Biển Đông. Họ xem đây là một phần trong cố gắng lâu dài của Bắc Kinh để củng cố tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ thuộc diện tranh chấp và có khả năng gia tăng sự hiện diện quân sự trong một khu vực quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Dù Trung Quốc trước đây đã từng xây dựng các rạn san hô và đảo gây tranh chấp trong khu vực mà họ đã kiểm soát từ lâu và quân sự hóa chúng với các cảng, phi lộ và nhiều hạ tầng khác. Nhưng lần này giới chức đã đưa ra hình ảnh cho thấy trường hợp đầu tiên một quốc gia làm như vậy trên lãnh thổ mà họ chưa chiếm đóng. Họ đã khuyến cáo rằng hoạt động xây dựng mới nhất của Bắc Kinh đang cho thấy cố gắng thúc đẩy một hiện trạng mới, mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu Trung Quốc có tìm cách quân sự hóa các đảo này hay không. Theo các giới chức cho biết, các đội tàu đánh cá hoạt động như lực lượng dân quân biển thực tế dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động xây dựng tại 4 thực thể ở quần đảo Trường Sa trong thập niên qua. Họ tuyên bố kích thước của một số bãi cát và các đảo khác trong khu vực đã mở rộng hơn gấp 10 lần trong những năm gần đây. Tin từ Westminster, phu quân của nghệ sĩ Phượng Liên, đại tá Nguyễn Đình Vinh qua đời. Thưa quý vị, gia đình của nghệ sĩ Phượng Liên vừa mới thông báo, gia đình chúng tôi thương xót thông báo chồng cha ông chúng tôi là cựu đại tá tư lệnh đặc nhiệm Nguyễn Đình Vinh, pháp danh là Nhật Hiển, sinh năm 1932, tuổi Nhâm Thân, đã vãng sanh. Nguyện mong chư vị góp lời cầu nguyện cho ông nhẹ nhàng về cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, bác Vinh là phu quân của cô Phượng Liên đã qua đời vào trưa của ngày hôm qua vào lúc khoảng 3 giờ rưỡi trưa. Kính thưa cô, thì gia đình của con cùng với ba mẹ con kính xin chia buồn cùng với cô, cầu mong bác Vinh sẽ thanh thản ra đi nơi miền cực lạc. Thưa quý vị, bác Vinh đã bị ung thư trực tràng và đã mổ và đã nằm ở bệnh viện mấy tháng, sau đó được đưa vào một cái nơi gọi là nơi chăm sóc sức khỏe. Trong vòng khoảng mấy tuần gần đây thì cô Phượng Liên ở nhà cũng đã dọn những cái giường sẵn ở phía bên ngoài để mà hy vọng có thể đem bác về nhà được. Tại vì thương lắm quý vị, nằm trong bệnh viện quá lâu rồi thì bác chỉ lúc nào cứ mà gặp cô hay là gặp mọi người thì chỉ nói là muốn về nhà, muốn được về nhà nằm. Nhưng mà xin phép thì bên phía bệnh viện không có cho về bởi vì bệnh của bác nó không có được tiến triển tốt. Thì ngày hôm qua thì bác đã ra đi rồi.
Kính mong cô luôn luôn giữ sức khỏe nha cô. Cũng còn có tụi con, còn có ba mẹ tụi con và có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ ở đây lúc nào cũng yêu thương cô nhiều lắm. Tin Việt Nam, cựu bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng để làm từ thiện. Báo Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 đưa tin, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai khai rằng, ông nhận hối lộ số tiền 14 tỷ 500 triệu từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC để thực hiện tâm nguyện làm từ thiện. Ông Thành giải thích, ông bắt đầu quen bà Nhàn từ năm 2003, sau khi bà Nhàn mời ông và một số người ở tỉnh đi ăn cơm. Lúc này ông Thành mới làm tới chức phó bí thư tỉnh ủy. Tại bàn ăn thì ông Thành nói với các bạn của mình rằng ủng hộ bà Nhàn. Sau khi tiếp xúc thì ông Thành đã gọi điện cho giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để kết nối gặp bà Nhàn. Năm 2010, Đồng Nai gặp khó khăn về vốn đầu tư trang thiết bị y tế, nên ông Thành nhờ bà Nhàn thuyết phục một số bộ ngành để cho vốn cho tỉnh. Từ mối liên hệ này, riêng bản thân ông Thành đã có 6 lần nhận tiền hối lộ từ bà Nhàn với tổng cộng là 14 tỷ 500 triệu đồng. Sau khi bị bắt, ông Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền này cho Việt Nam để mà khắc phục hậu quả. Mặc dù phần lớn số tiền tham nhũng đã được ông khai sử dụng làm từ thiện như là tặng cho bạn bè chiến đấu năm xưa, tặng cụ già neo đơn, học sinh nghèo khuyết tật, số tiền ít ỏi còn lại thì ông Thành đưa cho người thân của mình. Tống tiền một Việt kiều Mỹ, cục thi hành án ở Sài Gòn bị khám xét. Ngày 21 tháng 12, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khám xét Cục Thi hành án Dân sự ở Sài Gòn do có một chấp hành viên bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ hàng trăm triệu đồng sau khi tống tiền một Việt kiều Mỹ. Theo bài báo ở Việt Nam, Cục Điều tra Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét phòng làm việc của bà Kim Thanh Hạnh, 43 tuổi, chấp hành viên phòng 1 Cục Thi hành án Dân sự ở Sài Gòn để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, chiều 20 tháng 12, thì sau giờ làm việc, bà Hạnh đã hẹn người này đến điểm giao nhận tiền tại Bệnh viện Phụ sản Mekong ở phường 1, quận Tân Bình, Sài Gòn. Tại đây, khi bà Hạnh đang nhận số tiền 300 triệu đồng là khoảng 12.500 đô la từ tay một người, thì bị tổ công tác của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát ập vào bắt giữ. Theo cơ quan hữu trách, thì trước đó, ông Chu Sturman Lee, quốc tịch Canada, và vợ là Nguyễn Thị Bích Ngân, quốc tịch Mỹ, đã có đơn tố cáo bà Hạnh khi bà chấp hành viên này được phân công thi hành một bản án về việc bà Ngân phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vương ở thành phố Thủ Đức hơn 2 tỷ rưỡi đồng là khoảng 105.000 đô la. Sau khi bà Ngân thi hành bản án, Cục Thi hành án Dân sự Sài Gòn giao cho bà Hạnh tống đạt quyết định kết thúc vụ án và thông báo đến cơ quan hữu trách có liên quan về vụ án của bà Ngân. Thế nhưng bà Hạnh đã lạm dụng quyền hạn, không tống đạt quyết định của cơ quan mà đòi bà Ngân đưa 350 triệu đồng là khoảng 15.000 đô la để bà làm thủ tục bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thi hành án Dân sự ở Sài Gòn mà phía thi hành án đã ban hành trước đó. Hiện tại, Viện Kiểm sát tối cao đã bắt khẩn cấp bà Kim Thanh Hạnh để tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết. Trong khi đó cùng ngày thì nói với những bài báo ở Việt Nam, một người đứng đầu Tổng cục Thi hành án Dân sự thuộc Bộ Tư pháp cho biết vụ việc xảy ra tại Sài Gòn nên sự việc như thế nào đang được cơ quan chức năng làm rõ. Vị này nói và cũng cho biết đang chờ báo cáo cụ thể từ Cục Thi hành án Dân sự Sài Gòn. Như vậy là cái bà này, bà thay vì bà chấp hành cái nhiệm vụ bà là bà đóng cái hồ sơ lại, thì bà mới nói là muốn đóng hồ sơ này lại thì phải đưa thêm tiền cho bà mới làm cái giấy tờ để mà đóng ăn hối lộ để làm cái giấy cho cái người Việt kiều này có thể quay trở về nước. Nhưng mà người Việt kiều này đã kết hợp cùng với lại bên phía cảnh sát để mà bắt bà này về cái tội ăn hối lộ. Thưa quý vị, bản tin chính đã hết. Bây giờ là phần giải trí. Chiều chiều ra đứng ngõ sao trong về quê mẹ, hò trong về quê mẹ ruột đau chín chiều. Tin chính thì đã quá nhiều, mong nghe tin phụ yêu thương nụ cười. Loan Lộc, quá hay, tuyệt vời, mang niềm vui mới cho đời tha phương. Cảm ơn chú Trịnh Quang Chiếu. Ông Trịnh Quang Chiếu từ Canada.
Ông xưng là chú Trịnh Quang Chiếu từ Canada, là quê Bạc Liêu cùng thời với lại ông nội Năm Nghĩa của Hồng Loan. Ông đã gửi tặng Loan với Lộc bức thư này và Lan Lộc xin phép đọc nguyên văn của ông gửi. Ông xưng là chú nhưng mà nếu mà đúng về vế thì mình phải kêu bằng ông đó quý vị. Dạ tụi con cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn ông rất nhiều. Ông rất là ủng hộ Lan Lộc, thường xuyên hay gửi những tin và hỏi thăm sức khỏe qua lại. Rất là cảm ơn ông và kính chúc ông cùng với gia đình luôn nhiều sức khỏe. Rồi, ngày hôm nay là muốn gì? Là nói Lộc nghe đi. Mình đố phải không? Cái chuyện đôi lúc hát. Này Lộc múa đi. Múa là đặc biệt là múa lửa rất là giỏi. Nhưng cháy mà cái studio. Nhưng mà không được. Ở Mỹ mà mở lửa một cái là làm nó hú, nó xịt nước xuống. Không được, không được. Không múa lửa được. Không được. Thôi, thôi ngồi tại chỗ đi. Lần đòi hỏi gì mà nó hơi quá đáng quá. Thì muốn người ta thay đổi cho nó là lạ. Thôi, đố đi ha. Đố ha. Nhưng mà nay Lon đố Lộc đi. Rồi, đố đi. Câu đố của một quý khán giả, cũng người bên vực Hồng Loan. Thấy Hồng Loan bị ăn hiếp quá quý vị ơi. Cho nên gửi thơ riêng cho Hồng Loan nói là đố Bảo Lộc nha. Để cô Lộc đoán được không. Bây giờ đố Bảo Lộc nè. Rồi, đố đi. Có hai đàn chim. Một đàn chim á nằm trên nóc nhà. Một đàn chim á nằm dưới sân. Nếu như có một con chim ở trên nóc nhà đáp xuống sân, thì số lượng hai đàn chim bằng nhau. Nếu như một con chim ở dưới đất bay lên nóc nhà, thì số lượng con trên nóc nhà nó gấp đôi số lượng con chim nằm ở dưới. Thì hỏi ở trên mấy dưới mấy? Vui vậy. Có nghĩa là hai đàn chim, một đàn chim trên nóc nhà và đàn chim dưới sân. Nếu con chim ở trên nóc nhà bay xuống sân thì là gấp đôi. Một con ở trên nóc nhà bay xuống sân thì gấp đôi. Không, thì là hai bên bằng nhau. Là hai bên bằng nhau, ok. Còn nếu mà ở dưới đất bay lên, thì là ở trên gấp đôi ở dưới. Chết cha, nhiều khó. Căng quá. Cảm ơn người cho câu đố. Trời, cái này căng quá. Nếu mình nói là mỗi trên một con, dưới một con thì đúng. Đúng rồi. Ở trên con, dưới con. Trên con. Trên con, dưới con. Đúng rồi. Rồi ở trên bay xuống sao hai bên bằng nhau? Thì ở trên nhìn xuống dưới là ánh nắng nó chiếu xuống hai cái tầng. Chiên luôn cảm ứng. Đúng không? Nào nhiều chẳng hạn. À đúng rồi. Vậy đi. Mình không biết mình cải bướng. Tự đoán tự nói đúng rồi. Câu trả lời cuối cùng không biết. Giơ tay chịu thua đàng hoàng. Chịu thua mà mặt giận quá à. Câu đố gì mà hóc búa ai biết được. Chịu thua đàng hoàng. Ở trên là 7 con chim. 7 con chim. Ở dưới là 5 con chim. 5 con chim. Một con chim từ trên bay xuống thì 7 là còn 6. Ở dưới 5 cộng 1 là 6. 6, 6. Ở dưới 5, từ dưới bay lên là còn 4. Ở trên sẽ là 8. Một câu đố rất là hay và rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Tại mình tính, mình nghĩ nó hơi mẹo mẹo. Cái mình không có tính cái con số. Bởi vì cái này đơn giản quá. Cấp tiểu học mà mình lại không biết. Hồi nhỏ không có đi tiểu học. Qua cái lớp tiểu học mà giải cái môn này rồi. Nhảy vô học đại học luôn phải không? Học đại học luôn. Có cái câu mà đại học tại chức đó. Không có, Lộc không học tại chức. Lộc học tại chỗ. Rồi, giờ ai đố ai? Muốn gỡ không? Muốn, gỡ lại. Giờ muốn Lon đố Lộc hay Lộc đố Lon? Lộc đố chứ. Trời ơi, phải gỡ lại Lộc đố chứ. Rồi, giờ đố Lon nha. Có một cái anh chàng này, anh đang đi trên đường, thì anh gặp một cô gái. Anh mới hỏi cô gái, em ơi, em tên gì vậy? Thì cô gái, cô không trả lời, nhưng cô mở cái giỏ của cô ra. Trong đó có 12 trái bắp. Cô nói, đây, tên của em, tên của cô là gì? Này chơi hóc búa quá ta. Phải vậy chứ, mình phải chặt chém lại chứ, mình không phải đơn giản đó Loan à. Có nghĩa là em tên 12 trái bắp. Em là 12 trái bắp. Cô này kỳ quá. Ta là, em ta làm quen thì nói tên đại đi. Còn mày đã cắt cớ nữa. Bây giờ anh hỏi làm quen em đi. Hỏi đi. Em tên gì vậy? Em tên Hồng Loan.
Vậy đi. Nhưng mà vậy cũng đâu phải đố. Cái này là đố. 12 trái bắp. Ừ. Em ngồi quý một ngày luôn, em cũng không suy nghĩ ra được đâu. Thôi chịu thua đi. Để mất, đỡ thời gian. Để mất. Rồi, biết rồi. Rồi, nói đi. Tên của em là Hài Bắp. Hài Bắp. Sai. Giờ sai. Câu trả lời cuối cùng phải không? Hai Bắp. Rồi, câu trả lời cuối cùng là Hài Bắp. Ừ. Là sai. Người 12 trái bắp, chứ không phải Hài Bắp. Thì ta bỏ số 1. Biết em tên gì không? Tên gì? Em tên là Tố Nga. Tự nhiên 12 trái bắp mà Tố Nga là sao? Thì em đến 12 nghĩa là gì? Trong tiếng Việt mình á, 12 có nghĩa là một tá, đúng không? Ừ. Còn trái bắp còn được gọi là trái ngô. Tá ngô đọc lái lại là Tố Nga. Vậy thôi. Đón được chết liền luôn. Bởi vậy, cái này ngồi cả ngày luôn cũng không suy nghĩ được ra đâu luôn à. Người ta muốn gỡ người ta ra câu đố coi như là khó quá. Đúng rồi, 12 là một tá, mà bắp được gọi là ngô, mà tá ngô là gì? Tá ngô có nghĩa là Tố Nga. Quá đơn giản, nhưng mà nghĩ không ra. Ok, ngày hôm nay Lộc Lan kính gửi quý vị một số thông tin, một nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã chia sẻ cho những chương trình của Loan và Lộc, và luôn luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.